Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video buổi tối ngày 5 tháng 5 năm 2023. Bây giờ là 23 giờ 30 phút. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại phía trước màn hình của chúng ta thấy trong đêm ngày hôm nay cũng có khá đông bà con kiều bào tiếp tục xếp hàng để mà chờ ra khu vực khai báo hải quan soi chiếu hành lý trước khi ra cửa A1. Và trong đêm ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn hình ảnh trực tiếp tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất Ga Đến. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều bà con đang xếp hàng sau khi mà lấy hành lý từ băng chuyền xuống xe đẩy. Và bây giờ mình sẽ cập nhật bản điện tử trong đêm khuya ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên bản điện tử thể hiện bây giờ là 23 giờ 29 phút. Và trong đêm ngày hôm nay có nhiều chuyến bay hạ cánh đến từ Manila lúc 22 giờ 30 phút, rồi đến Singapore lúc 22 giờ 18 phút. Có nhiều chuyến đến từ Incheon, Seoul, Hàn Quốc nữa cô chú anh chị và các bạn. Bên cạnh đó, lúc 23 giờ 45 phút có một chuyến bay đến từ Narita, Tokyo, Nhật Bản theo kế hoạch, nhưng mà dự kiến thì hạ cánh sớm hơn lúc 23 giờ 10 phút. Lúc 22 giờ 27 phút và 23 giờ 10 phút sẽ có rất nhiều chuyến bay đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt có nhiều chuyến bay hạ cánh từ Incheon, Seoul. Hiện tại thì Tường Vũ Channel đang có mặt ở trước cửa đến A1. Thật sự mà nói, mặc dù bây giờ cũng đã 23 giờ 30 phút đêm khuya ngày 5 tháng 5, tuy nhiên thì phía trước màn hình của chúng ta thấy bà con đang tập trung về ở tại khu vực cửa đến A1 và A2 rất là đông. Hàng trăm người đang theo dõi những hành khách, những kiều bào đẩy hành lý từ bên trong ra cửa A1. Ai cũng muốn làm sao nhìn thấy được người thân của mình từ phía bên trong một cách nhanh nhất. Và dường như mọi người đứng ngồi không yên luôn cô chú anh chị và các bạn. Đi qua đi lại rồi thấp thỏm chờ đợi. Đây là những hình ảnh được cập nhật trực tiếp. Và phía bên ngoài chúng ta thấy có hàng trăm bà con đang bắt đầu đẩy hành lý ra phía ngoài. Và trong đêm ngày hôm nay chắc chắn các chuyến bay hạ cánh từ Incheon, Seoul, Hàn Quốc cũng như là Narita, Tokyo, Nhật Bản sẽ đưa đón rất là nhiều kiều bào từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là Việt kiều Mỹ và Việt kiều Canada, châu Âu cũng thường chọn các hãng hàng không Nhật Bản và Hàn Quốc. Thật sự mà nói thì đây là những hình ảnh rất quen thuộc đối với tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thật sự bất ngờ đêm ngày hôm nay là ngày thứ 6. Tuy nhiên tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chúng ta thấy quang cảnh phía bên ngoài rất là đông. Và chắc chắn nhiều chuyến bay hạ cánh xuống trong đêm ngày hôm nay thì dường như là phía bên trong chật kín rồi. Wow, quá đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Thật sự quá đông. Mọi người ai đến đón cũng điều vui mừng khi mà được thấy người thân của mình từ phía trong đẩy hành lý ra phía ngoài. Và bà con đến đón thì không ai có thể chịu đựng được sự chờ đợi lâu, bởi lẽ chờ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là chịu không nổi rồi, cảm thấy lo lắng hồi hộp chờ đợi không biết là chuyến bay của người thân mình như thế nào, rồi bên trong có trục trặc gì hay không, hành lý như thế nào. Tất cả những suy nghĩ đó đều tập trung về tại cửa A1 để làm sao nhìn thấy người thân yêu nhất của mình. Và kính thưa quý vị, chúng ta thấy màn hình đang thể hiện rất đông. Người đón cũng đông, mà người về càng đông hơn. Với những hình ảnh này, Tường Vũ Channel muốn gửi đến quý vị và các bạn đang ở nước ngoài, chưa có điều kiện trở về Việt Nam. Tường Vũ Channel cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel.
với những lời động viên chân thành góp ý cũng như là những sự đăng ký ủng hộ kênh cho Tường Phủ Channel là một nguồn động lực về tinh thần rất lớn. Xin cảm ơn và kính chúc tất cả quý vị luôn luôn hạnh phúc, bình an và thành công. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy bà con kiều bào liên tục đẩy hành lý ra phía ngoài, và trên những hành lý này đều có các cái chữ đến từ USA rồi là nhiều nhất. Các chuyến bay ban ngày thì cũng có người Việt Nam của chúng ta đi tour du lịch bên nước ngoài trở về. Tuy nhiên thì những chuyến bay đêm hạ cánh như thế này thì chắc chắn là Việt kiều về rất là nhiều luôn, cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel cũng đã có cập nhật tình hình về việc mà phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines nghi ngờ dương tính với chất ketamine. Thì hiện tại Vietnam Airlines cũng đã có báo cáo ban đầu chính thức với Cục Hàng không Việt Nam về sự việc phi công bị nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng, và sẽ cập nhật kết quả chính thức với Cục Hàng không theo đúng quy định. Như chúng ta cũng biết, liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe của phi công nghi dương tính với ketamine vào chiều ngày 5 tháng 5 thì ông Đặng Anh Tuấn, người phát ngôn của Vietnam Airlines, đã cho biết chính thức các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Theo ông thì việc mà kiểm tra sức khỏe của phi công là một nghiệp vụ được Vietnam Airlines thực hiện thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất. Theo ông Tuấn thì mục đích của việc kiểm tra này là nhằm giám sát tuân thủ, đảm bảo sức khỏe tâm sinh lý của phi công, các quy định hiện hành của ngành và hãng hàng không Vietnam Airlines. Kính thưa quý vị, nhìn nhận việc một số trang mạng đã đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của Bộ phận Y tế đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng mà thôi, phía Vietnam Airlines cho hay các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện nay theo đúng quy định thì phi công D đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết quả chính thức. Hãng cũng đã báo cáo ban đầu với Cục Hàng không Việt Nam và sẽ cập nhật kết quả chính thức với Cục theo đúng quy định, ông Tuấn đã chia sẻ. Khẳng định công tác an toàn khai thác, an toàn sức khỏe hành khách và nhân viên của hãng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Vì thế, Vietnam Airlines luôn chủ động thanh kiểm tra, rà soát để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy quy định trong lĩnh vực này. Phải nói trong ngày hôm nay, trên các trang mạng xã hội Facebook đã lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 vào ngày 27 tháng 4 vừa rồi, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công D. Riêng phi công D có đưa đến hai loại thuốc giảm đau đang uống, không có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, hoạt chất trong thuốc giảm đau lại không có thành phần giống ketamine. Vì vậy cho nên vấn đề này vẫn đang tiếp tục điều tra, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo như quy định tại thông tư 14 của Bộ Giao thông Vận tải về quy định chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã khẳng định nhân viên hàng không sử dụng chất cấm, chất ma túy, chất gây nghiện sẽ không được làm việc ở bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Như vậy, nếu như trong trường hợp sau khi có kết quả chính thức về việc
phi công D có sử dụng chất ketamin thì chắc chắn là phi công này sẽ không cho làm công việc liên quan đến ngành hàng không. Và theo như quy định của ngành hàng không thì khi mà phát hiện nhân viên ngành hàng không nói chung, phi công nói riêng có chất gây nghiện, trước hết là phải đình chỉ ngay lập tức luôn cô chú anh chị và các bạn. Sau đó phải xác minh cho rõ tính chất, mức độ xem có phải do nghiện và sử dụng chất gây nghiện thường xuyên hay không, hay là do một lý do nào khác như sử dụng các loại thuốc chữa bệnh với các sản phẩm phụ liên quan đến chất được xét nghiệm. Tuy nhiên thì để làm rõ sự việc này cần phải tiếp tục kiểm tra xác minh chuyên sâu về y tế, cũng như nếu có chất gây nghiện thường xuyên thì sẽ xử lý theo thông tư 14 của Bộ Giao thông Vận tải, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đối với Việt Nam của chúng ta thì nghề phi công và nghề tiếp viên hàng không luôn luôn là một trong những nghề rất hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ có ngoại hình, có sức khỏe tốt và có lòng dũng cảm nữa. Như vậy đối với việc mà tuyển phi công thì tiêu chuẩn như thế nào? Ngày hôm nay trong cái video clip này, Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái tiêu chuẩn về học nghề phi công mà ít ai biết được. Như vậy để tham gia chương trình học phi công, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, tiêu chuẩn về bệnh lý, lý lịch tư pháp và rất nhiều tiêu chuẩn khác nữa cô chú anh chị và các bạn. Sau đây là một trong những cái tiêu chuẩn tổng quát nhất mà nghề phi công bắt buộc phải đáp ứng đủ theo quy định của ngành hàng không. Thứ nhất là phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai là trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Thứ ba là trình độ tiếng Anh TOEIC 550 trở lên, còn hiệu lực hoặc tương đương. Còn về độ tuổi thì tính theo năm sinh là từ 18 tuổi cho đến 33 tuổi. Chiều cao đối với nam từ 1m65 trở lên, đối với nữ từ 1m6 trở lên. Cân nặng đối với nam từ 54kg trở lên, đối với nữ từ 48kg trở lên. Ngoại hình cân đối, không khuyết tật, ưa nhìn, giao tiếp tốt, mạnh dạn, tự tin, nói và viết tiếng Việt lưu loát, không nói ngọng, nói lắp. Đạt tiêu chuẩn sức khỏe đối với phi công dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam. Lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, không có tiền án, tiền sự theo xác nhận của lý lịch tư pháp. Như vậy thì ngành hàng không khi mà chúng ta được tuyển vào được rồi thì học những cái môn gì liên quan đến ngành hàng không? Kính thưa quý vị, để trở thành phi công hoặc học viên cần tham gia một khóa học phi công tại cơ sở huấn luyện được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Như vậy học phi công được đào tạo tại các khóa ngắn hạn. Khi được tuyển vào trường phi công, người học sẽ phải huấn luyện cơ bản. Như vậy phải nói về tuyển phi công rất là gắt gao, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khác. Và chi phí đào tạo của một viên phi công cơ bản tại một trường ở Việt Nam khoảng 1,8 tỷ đồng trong khoảng thời gian là từ 18 đến 20 tháng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Trong đó, giai đoạn bay huấn luyện ở nước ngoài chiếm nhiều chi phí nhất, khoảng 57.000 cho đến 65.000 đô la Mỹ, tức là khoảng từ 1 tỷ 3 cho đến 1 tỷ 6, kính thưa cô chú anh chị và các bạn.
Như vậy tổng chi phí đào tạo một học viên phi công của một trường tại Việt Nam là tầm khoảng 120.000 đô la trong vòng 26 tháng, tức là gần khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng, cô chú anh chị và các bạn. Tùy theo mỗi tập đoàn đào tạo cũng như là tùy theo mỗi trường, nhưng mà phải nói rằng là chi phí để mà đào tạo một phi công khi mà thành thạo ra nghề thì phải nói tốn một chi phí cực kỳ lớn luôn, quá lớn luôn đó cô chú anh chị và các bạn. Có thể nói là phải có điều kiện lắm mới được học ngành hàng không, ngoại trừ điều kiện về thể hình, về tiếng Anh, về sử dụng các thông thạo, sử dụng tiếng Việt thông thạo nữa, thì về tài chính đó là một trong những yếu tố quyết định nữa cô chú anh chị và các bạn. Điều đó cũng có thể cho thấy rằng là đối với ngành phi công cực kỳ khó, chứ không phải là dễ, khó hơn gấp nhiều lần so với tiếp viên hàng không. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nói về các tiêu chuẩn để trở thành một phi công và chi phí đào tạo của một phi công rất là lớn, được đòi hỏi rất là gắt gao. Như vậy về mức lương của phi công tại Việt Nam nhìn chung thì sẽ cao hơn so với nhiều ngành nghề khác trong nước, nhưng mà phải đi kèm đó là những trách nhiệm và yêu cầu rất là cao. Lương của một phi công tại Việt Nam dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như loại máy bay bay, rồi mức độ kinh nghiệm cũng như là hãng hàng không mà mình đang làm. Ví dụ một cơ trưởng lái các loại máy bay lớn, chẳng hạn như Boeing 787 hoặc Airbus A350, thường nhận được mức lương cao hơn so với những người lái máy bay nhỏ hơn. Ngoài ra, những phi công có nhiều năm kinh nghiệm và từng giữ các vị trí cấp cao như là cơ trưởng đào tạo hoặc là phi công trưởng có thể được trả lương cao hơn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, với mức lương của phi công Việt Nam Airlines, phải nói rằng với mức lương của một phi công tại hãng hàng không số 1 Việt Nam, đó là Việt Nam Airlines, thì phải dựa trên nhiều yếu tố. Chẳng hạn như mức lương của cơ trưởng tại hãng hàng không Việt Nam Airlines dao động từ 120 triệu đồng cho đến 220 triệu đồng mỗi tháng, trong khi cơ phó có thể kiếm được từ 70 cho đến 100 triệu đồng trên một tháng. Và với mức lương này là thời điểm trước khi có dịch bệnh Covid-19, còn hiện nay thì mức lương này vẫn chưa được tiết lộ cô chú anh chị và các bạn. Đối với lương của một phi công Bamboo Airways thì phải nói rằng Bamboo Airways là một hãng hàng không còn khá là mới, cũng đưa ra một mức lương cạnh tranh rất là hấp dẫn cho các phi công của hãng này. Theo tổng hợp mới nhất thì mức lương của cơ trưởng sẽ dao động trong khoảng 240 triệu cho đến 300 triệu đồng trong một tháng. Cơ phó có thể nhận mức đãi ngộ từ 150 triệu đến 180 triệu đồng một tháng. Đây được cho là một mức lương rất cao so với mặt bằng chung, đặc biệt là đối với thời kỳ hậu Covid-19, sau khi nhiều hãng hàng không đang bị ảnh hưởng rất nặng nề. Còn đối với lương của một phi công hãng hàng không Vietjet Air thì như thế nào? Đối với hãng Vietjet Air là một hãng hàng không hàng đầu khác của Việt Nam, cung cấp một chế độ lương tốt cho các phi công của mình. Lương của cơ trưởng dao động từ 130 triệu đồng cho đến 180 triệu đồng một tháng, trong khi cơ phó có thể kiếm được từ 60 cho đến 90 triệu đồng một tháng của chú anh chị và các bạn. Như vậy phải nói rằng nghề tiếp viên hàng không, nghề phi công ở tại Việt Nam đang là một trong những nghề rất hot và rất chịu được bạn trẻ yêu thích, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành tiếp viên hàng không, và cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành một phi công của một hãng hàng không tại Việt Nam. Mức chi phí đào tạo rất cao, mức lương cũng cực kỳ cao, nhưng ngược lại đòi hỏi để mà trở thành một tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines hay là một phi công của Việt Nam Airlines thì tiêu chuẩn rất cao và rất là khó cô chú anh chị và các bạn.
Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel trong đêm ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.